Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn nho của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thương bạn chị em, để tiếp tục chiêm ngắm các đức tính của Thánh Giuse, hôm nay con xin mời ông bạn chị em chúng ta cùng nhau chiêm ngắm Thánh Giuse, một người cha làm việc. Đây là điểm thứ 6 Đức Thánh Cha Francisco trình bày trong tông thư Patris Corde, tông thư khai mở năm đặc biệt về Thánh Giuse trong năm nay. Điều này cũng được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đề cập trong thông điệp Rerum Novarum, tức là thông điệp tân sự được ban hành vào ngày 15 tháng 5 năm 1891, khi bàn về mối liên hệ của Thánh Giuse với công việc. Thương bạn chị em, về điểm này, Đức Thánh Cha Francisco trình bày trong tông thư của Ngài như thế này: Thánh Giuse là một người thợ mộc làm việc lương thiện để nuôi sống gia đình. Nơi Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã học được giá trị, phẩm giá và niềm vui của công việc làm ra miếng ăn, làm ra tấm bánh là thành quả lao động của chính mình. Quả thật thương bạn chị em, khi chiêm ngắm về mối liên hệ của Thánh Giuse với công việc, chúng ta có thể thấy một vài nét đặc biệt như sau. Thứ nhất, công việc của Thánh Giuse
là một cái công việc rất nặng nhọc. Chúng ta biết Thánh Giuse làm nghề mộc, mà thương bạn chị em, hiện nay với máy móc hiện đại thì cái việc làm mộc chỉ cần khéo tay một chút thôi, không có cần nhiều đến sức như ngày xưa. Còn nhớ cách đây khoảng chừng mười mấy hai chục năm, khi con còn nhỏ, nhìn thấy những người mộc làm việc rất là nặng, bởi vì họ phải dùng đến nhiều cái loại cưa, rồi bào, rồi đục. Có người con thấy để mà cưa một cây dừa ra phải dùng cây cưa thật là lớn, và đứng mà phải kéo tới kéo lui cực lắm. Cách đây chỉ mười mấy hai chục năm mà nó có một cái khoảng cách như vậy rồi, huống chi cả ngàn năm. Chắc rằng vào thời ông Thánh Giuse, Thánh Giuse đã phải dùng sức của mình rất nhiều để làm công việc mộc. Và chính vì vậy có thể nói công việc của Thánh Giuse rất nặng nhọc. Điểm thứ hai, thương bạn chị em, dù công việc rất nặng nhọc nhưng Thánh Giuse vẫn miệt mài lao tác. Lao tác để làm ra cơm áo cho gia đình, và qua đó cũng gián tiếp cho thấy ý nghĩa đích thực của lao động. Thương bạn chị em, Thánh Giuse là trụ cột của gia đình, được Thiên Chúa trao phó cho Ngài sứ mạng côi sóc gia đình, chăm nom cho gia đình. Và Ngài đã dùng sức cần lao của mình để mà đổi lấy miếng cơm manh áo cho các thành viên trong gia đình. Và khi nỗ lực hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó, Ngài đã gián tiếp cho thấy ý nghĩa đích thực của lao động, đó là làm ra cơm bánh để nuôi sống. Nhưng mà đồng thời đó cũng là phương thế để phát triển khả năng của mình và để phục vụ mọi người. Thánh Giuse đã không quản những cái công việc nặng nhọc để làm ra cơm bánh nuôi sống gia đình của mình, và qua đó cũng để phục vụ, cũng để làm phát triển khả năng mà Chúa ban cho mình. Điểm thứ ba, thưa ông bà anh chị em, công việc của Thánh Giuse dù nặng nhọc nhưng mà không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc cũng phải gặp khó khăn, có những lúc có thể nói gặp thất nghiệp. Đó là lúc nào? Thưa, đó là lúc phải bôn ba nơi đất khách quê người. Qua đó là một xứ lạ, qua đó gặp người lạ. Công việc của mình lúc ban đầu chắc chắn gặp rất khó khăn, có thể nói như ngôn ngữ ngày nay, thất nghiệp dài dài. Đứng trước khó khăn, Thánh Giuse không ngã gục, Thánh Giuse vẫn cố gắng vươn lên, vẫn cố gắng vật lộn với cuộc sống để mà tìm kiếm công việc nuôi sống gia đình. Và chính những cố gắng đó, Thánh Giuse đã giúp cho gia đình của mình vượt qua được nỗi lo về cơm áo gạo tiền, thưa ông bà anh chị em. Như vậy, khi chiêm ngắm Thánh Giuse về công việc, chúng ta thấy Ngài làm những cái công việc nặng nhọc, nhưng mà rồi khi gặp công việc nặng nhọc, Ngài không quản, Ngài vẫn miệt mài lao tác để nuôi sống gia đình. Và nếu như có gặp khó khăn, không có công việc, Ngài vẫn không ngã gục, cố gắng vươn lên để làm sao cho gia đình của mình có được miếng ăn, có được áo mặc. Qua tất cả những điều đó, thương bạn chị em, Thánh Giuse xứng đáng trở nên gương mẫu cho chúng ta trong mối liên hệ với công việc. Và đến đây, con xin mời ông bạn chị em chúng ta cùng dừng lại suy nghĩ về hai điều. Thứ nhất,
dù rằng phải lo cho gia đình bằng một cái nghề nặng nhọc, nhưng Thánh Giuse vẫn miệt mài lao tác. Mỗi người chúng ta nhìn lại mình coi, mình có miệt mài làm việc, dù đó là một nghề nặng nhọc đến đâu đi nữa, để mà lo cho gia đình của mình hay không? Thực trạng xã hội ngày nay cho thấy vẫn còn nhiều người cha chưa có quan tâm đến gia đình của mình, không có chịu lao động, không làm hết trách nhiệm của một người cha, một người chủ trong gia đình. Một số người cha còn lại say xỉn, nhậu nhẹt, để rồi về la rầy, đánh đập vợ con của mình, làm ảnh hưởng đến tâm lý, làm ảnh hưởng đến tình cảm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các trẻ nhỏ. Những người cha như thế, thưa ông bạn chị em, sẽ làm gương mù, gương xấu cho thế hệ mai sau, khiến cho những đứa trẻ, con em của mình, nó học theo những điều xấu của mình, và có thể có nguy cơ trở thành những người không có ích cho xã hội mai ngày. Cho nên chúng ta phải xét lại coi mình có noi gương Thánh Giuse được hay không. Nếu không, phải sửa đổi để chúng ta cố gắng làm việc, nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình mình. Điều thứ hai, thưa ông bạn chị em, Thánh Giuse cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp, cũng phải vật lộn với cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Khó khăn không làm cho Ngài suy sụp, mà làm cho Ngài càng phải nỗ lực hơn, cố gắng vươn lên hơn trong sự phó thác vào Chúa quan phòng. Chúng ta cũng đang đối mặt với những khó khăn trong cơn đại dịch. Mà một trong những khó khăn cho những ai làm chủ trong gia đình, đó là làm sao để mà tìm cơm, canh, cá cho gia đình trong thời gian này. Còn nói cơm, canh, cá, một điều rất đơn giản, nhưng có một số gia đình đang gặp khó trong thời gian này. Thật sự, thưa ông bạn chị em, con nhìn thấy trên các clip trên mạng xã hội, có người đưa tay ra chỉ nhận một cái gói gạo, một vài ba gói mì, nhưng mà đôi tay rung rung, đôi mắt rưng rưng, họ mừng lắm. Bởi vì đối với họ, cái này hiện tại bây giờ là giúp cho mình giải quyết khó khăn trước mắt của gia đình. Chúng ta đang gặp khó khăn, chúng ta có ngã quỵ không? Chúng ta có buông xuôi không? Hãy nhìn đến Thánh Giuse, Ngài không ngã gục, Ngài không buông xuôi, mà Ngài cố gắng vươn lên. Mỗi người chúng ta cũng hãy cố gắng vươn lên trong những khó khăn trong thời gian này, và chúng ta hãy cố gắng giúp nhau vượt qua khó khăn, và đặc biệt là hãy biết phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Xin Thánh Giuse là đứng đã kinh qua những công việc khó nhọc ở trần gian này, đối thương cầu bào cùng Chúa, ban thêm sức mạnh và đức tin cho chúng ta, để chúng ta biết noi gương Ngài, miệt mài lao tác để chăm lo cho gia đình, cho bản thân chúng ta. Và dù có gặp khó khăn thử thách đi nữa, chúng ta vẫn một niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa mà cố gắng vươn lên. Bởi vì chúng ta tin rằng qua cơn bỉ cực sẽ đến hồi thái lai. Amen.